Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này, tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư, hay khi giữa đám đông của Rockstorm, tôi vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo. Có lẽ từ lúc anh bước ra khỏi cuộc đời, cũng là lúc anh mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi. Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu cuộc sống với một phần trái tim như đã mất và lặng lẽ giữa tất cả mọi người. Không hy vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này, tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều. Lúc nào, trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về anh, về tình yêu và về những gì sẽ đến. Vì sao và vì sao? Ngày đi làm, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ và không hiểu vì đâu và từ bao giờ mà tôi cũng bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm. Có thể vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư của bất cứ ai trong yên lặng. Và đúng một lần tình cờ mà nên duyên, tôi gặp Thụy Du trên con đường khuya thanh vắng, thoạt đầu khúc nhạc êm dịu nhẹ nhẹ, rồi hầu như ngay sau đó, bài hát như cất lên tiếng lòng của bất cứ ai đang chất chứa nhiều ưu phiền. Đó là lần đầu tiên tôi nghe khúc Thụy Du. Rồi tôi tìm đến nơi phát ra khúc nhạc êm dịu đó, một quán cà phê nhỏ nơi góc đường nép mình dưới những tán cây lớn như run rẩy trong những ánh nến thắp xung quanh nhà. Tôi bước vào quán, ngồi xuống, tựa mình vào mảng tường vàng ố về thời gian, gọi một ly cà phê và nhấm nháp từng giai điệu. Tôi nhớ trong bức thư cuối cùng để lại, anh không nhắc đến ngày mai tôi sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnh. Anh đã nhẹ nhàng đến với tôi, trao cho tôi thuần nhất sự yêu thương, và giản đơn là tôi yêu anh vì anh chính là anh. Không bao giờ chúng tôi tự hỏi có bao giờ hay đến bao giờ mình sẽ rời xa nhau. Trong thế giới phủ phiếm và trang hoa này, được yêu nhau đã là một diễm phúc để nhớ mà thôi. Có thể sẽ đến lúc nào đó, chỉ có một câu hỏi duy nhất đại loại như: Thụy bây giờ về đâu? Sự êm ái trong từng nốt nhạc và lời tâm sự như từng giọt cà phê rơi khẽ, bản nhạc này đã từng làm rung động bao trái tim biết yêu. Với nhiều người, nỗi buồn phải được cảm thông bởi chính nỗi buồn. Là khi bắt gặp một ca khúc như khúc Thụy Du, là thấy tri ân trò chuyện. Tôi ngồi đó, nghe hết bản nhạc, và rồi biết nên mỉm cười cay đắng mà bước tiếp phần đời còn lại. Dù sao, đó vẫn là một quyết định hơn là câu hỏi: Thụy bây giờ ở đâu? Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen và lối yêu đầy cạm bẫy, sự ra đi của một người tựa vết sắt nhọn thấu vào tim, là khát khao ngọt ngào khi biết hy sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp, là đau đớn tột cùng với vết thương sẽ rỉ rê suốt cuộc đời còn lại, là cuộc đời khắc khổ của loài bói cá chung thân trên những bờ bụi sông nước, là bóng trăng mãn đời chìm dưới đáy nước ngó nhìn tình nhân trên cao. Có phải không, khi đã chia xa thì ta chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi, với một bên là khoảng chìm yêu thương đã mất. Yêu là yêu đến chết, lo lắng và mệt mỏi đã mấy mùa cây đổi lá, lặng nhìn trong một giây chiếc lá lìa cành, tâm hồn như giãn ra, uể oải mà khoan khoái. Cuộc đời tuần hoàn bao giờ cũng có một mùa đông lặng lẽ, nghĩ suy cho nhiều mất mát và buồn thương, để rồi lại tiếp tục sang một mùa mới. Và hãy ráng sống, vượt qua mọi trắc trở cuộc đời, bởi vì khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi.
ta muốn hát trong những ngày khắc khoải. Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời, đừng cố giữ những gì còn sót lại, không thuộc về mình, có níu cũng vụt thôi. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọng nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về đâu? Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọng nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chia xa. Chỉ cách một mặt hồ mà muốn trùng chia xa.